Khánh My xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát của bà Liễu, ít ai ngờ chỉ cách đây mấy năm, người nhà còn định chuẩn bị hậu sự cho bà. Khi ấy, bệnh tình của bà trở nặng, tưởng không qua khỏi. Vậy mà giờ đây, 81 tuổi, bà vẫn khỏe mạnh bình thường. Bà còn cảm thấy mình như thanh niên. Đây cũng là nhờ bà đã tu luyện Pháp Luân Công. Tất cả những cái bệnh tật của tôi đều mất đi. Tôi nghĩ bây giờ có một núi vàng không đổi được cái bệnh của tôi. Con tôi hẳn đứa nào nó cũng ủng hộ. Thật đúng là không có cái gì mà tội bằng cái môn này. Tôi tên là Nguyễn Thị Liễu. Tôi sống ở thành phố Hà Tĩnh. Tôi năm nay đã 81 tuổi. Tôi đã tu luyện được gần 5 năm. Tôi được rất nhiều. Tôi về hưu được 26 năm, mà đã 24 năm bị tất cả các cái bệnh hiểm nghèo. Khi về hưu là mọi bệnh nó đến với tôi. Do đó là tôi cảm thấy là cuộc đời của tôi là hẳn vô vị lắm. 23 năm mắc đại tháo đường, biến chứng rất nhiều bệnh. Đôi con mắt của tôi bị đục thủy tinh thể, nhìn không thấy rõ ràng gì, nước mắt thường xuyên cứ chảy ra. Thứ hai nữa là cứ mùa đông là cứ hen suyễn, cứ đi bệnh viện. Nó lại sáng cái miệng hái khớp gối của tôi. Tôi đi từ từ, sáu rồi nó đi không được nữa các bạn ạ. Khi bệnh nặng quá họ chuyển ra trung ương. Khi thì đại tháo đường, khi thì viêm khớp, khi thì biển huyền mắt trung ương. Nặng quá ở đây đường huyết lên đến 30, rồi thì huyết áp lên 250. Rồi tất cả bệnh tôi càng nghỉ này chắc là chết. Thế là con cháu ở nhà tất cả chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi. Con vải huyệt mồi xấy hết cả rồi. Thế là họ chuyển tôi ra Hà Nội. Thế là tôi nằm đó được một tuần là lại họ chuyển sang viện mắt, họ đưa đi chữa khớp đến khi được khoảng gần 2 tháng chuyển về bệnh viện tỉnh của Hà Tĩnh. Nhưng mà tôi lại không về, tôi về thẳng ở Linh Đàm. Con gái tôi ở Hà Nội là ở công viên Linh Đàm. Thì cứ mỗi buổi chiều thỉnh thoảng tôi ra đấy tôi chào chơi để cho nơi đỡ. Tôi đi từ xa xa thấy một nhóm ở Linh Đàm họ tập một khoảng hơn 20 người, thấy cái tiếng nhạc nó hay lắm các bạn, hình du dương, tôi thích lắm. Thế tôi lại tôi tập. Thế tôi tập mới được 2-3 động tác. Thì là có cái cô Hiền, cô chạy lại, cô bảo là ô bà già ở đâu đến, tôi ở Hà Tĩnh. Thế là rồi đến tu thình hai người tập cho tôi. Và cho tôi mượn một quyển sách này, một cái đài. Thế là tôi trả tiền mà họ không lấy. Tôi ngỡ ngàng tại sao có cái môn gì mà lấy họ tổ chức thế này. Thế là tôi tập các bạn ạ, sáng tập, chiều tập, ngày thì đọc sách. Mà tôi thật quyết tâm là vì tôi ốm đau nhiều quá, rất khiếp chứ. Mà càng tập thấy nó khỏe ra, nó thoải mái trong con người cả. Thật đúng là không có cái gì mà tội bằng cái môn này. Tôi quyết tâm là tôi tập trung cứ đọc pháp nhiều. Tôi ngồi được rõ ràng là không nghĩ gì đến cái bệnh tật của mình, không uống thuốc tây, không ra bệnh viện nữa. Dù có ổn đó là khảo nghiệm của mình, đó là thử thách của sư phụ, đó là tấn tiêu nghiệp, là hảo sự của tôi. Tôi đọc được sách, tôi ngủ ra như vậy. Từ đấy trở đi, bệnh nó lùi dần. Hơn 2 năm nay là tất cả các bệnh nó tiêu tán đi mất đau. Còn tôi nó bảo mẹ đi tiêm Covid, tôi nói mẹ khỏe rồi, mẹ nhường cho những người thanh niên, mẹ không đi. Thế là nó không thôi, thế thì thôi. Mà tôi cũng không bao giờ uống một viên thuốc tây trong gần bao nhiêu năm như thế này. Nghỉ một tháng lụt bào vừa rồi, tôi quên tuổi già đi, tôi xung phong đi bất cứ nơi nào, đến nổi vào Quảng Bình tôi không xung phong. Tôi nghĩ rằng tôi phải đi để cứu những người họ lụt lội trôi nhà, đa số là ăn gói mì tôm rồi thì ướt hết về, khuấn vác cả tiếng xe xuống mấy mấy xe gáo các bạn, cứ một ngày một xe. Tôi vẫn như thanh niên, tôi vẫn cứ bốc vác được mà tôi vẫn cảm thấy khỏe, không có chuyện gì hết. Nhờ pháp, nhờ tu luyện, tất cả những cái bệnh tật của tôi đều mất đi. Tôi nghĩ bây giờ có một núi vàng không đổi được cái bệnh của tôi. Con tôi hẳn đứa nào nó cũng ủng hộ. Đứa con gái một đôi ở Hà Nội ấy, nó bảo là bây giờ mẹ đi pháp hồi ở Đài Loan, nó mua vé cho đi. Và đi Sân Dũng ở Hồng Kông, nó không mua vé cho đi. Rồi một lần nó mua vé cho đi Singapore. Mẹ tưởng chết rồi, nhà con mỗi lần mà bay về nuôi mẹ là nói thật là ổn ra. Bây giờ mẹ lại khỏe nhà con rồi. Bây giờ thì mẹ muốn đi đâu nhà con sẵn sàng là góp lại cho mẹ đi. Sức khỏe của bà Liễu có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của việc tu luyện theo môn khí công của Phật gia. Nhiều người trong gia đình, bạn bè, hàng xóm thấy được những điều thay đổi to lớn từ bà nên cũng lần lượt bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Từ đó mà tôi tụng thực pháp của tôi không cần nhiều, mà 8 anh em ruột của tôi, ông đầu là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện tỉnh, mà ông ấy bị ung thư tiền liệt tuyến, mà ông thấy em tập được cái anh cũng tập chứ có khó gì đâu, thì là ông tập, thì là bà là dược sĩ cao cấp, thì là hai ông bà tập. Bây giờ họ tính tận lắm, không ốm đau không nói, mà sáng họ tập, chiều họ tập. Còn đối thứ hai nữa, anh kê tôi đại tá quân đội về hưu, ông ấy cũng nhiều bệnh lắm, thế ông ấy cũng gặp. Còn bà chị cũng tập nhưng mà mặt kẹo mà thế ngồi khổ, do đó là tôi mua cho cái đài rồi là cứ ngồi nghe những bệnh giảng của sư phụ, thế là cũng tốt. Còn con em của tôi ở Thanh Phú Vĩnh nhiều bệnh lắm, nó đại tháo đường rồi huyết áp, mà bây giờ tập được 4 năm rồi mà nó khỏe mạnh, nó thỉnh thoảng gọi điện thoại tôi. Rồi bà chị của tôi ở trong Sài Gòn, tưởng tôi chết đi rồi mà thấy khỏe mạnh thế này, thì là hai mẹ con bay ra đây để tôi mua sách mua vở, tôi tập tành vô một tuần. Thế là bây giờ con gái ba đã tụ tập lại được 13 người làm một tổ, thỉnh thoảng gọi điện ra đây cho tôi. Và con em tôi ở Thanh Hóa bây giờ nó cũng tập, con gái của nó ở Bộ Công an này cứ tập với khỏe lại được, muốn là cứ tập. Thế là nó tập, thì tôi thấy là cái môn này hân tốt như vậy đó các bạn ạ. Mà ông nhà tôi cũng nắm cái bệnh cao huyết áp, rồi thì đại tháo đường, viêm dạ dày, viêm khớp, mà bây giờ gần 5 năm này tập luyện theo tôi mà lành hết trơn. Tựa cái rúng tay gọi là Parkinson, ông ấy rúng tay giật đến nỗi mà cơm ăn đổ tóe, nước rót không được, bây giờ thì tự nhiên nó hẳn lành hết trơn. Cuối cùng thì tôi cảm ơn sư tôn và cảm ơn đại pháp đã cải tự hoàn sinh cho tôi, giúp tôi khỏe mạnh thành người tốt. Thì tôi xin mong tất cả mọi người trong tỉnh nhà ta nghĩ đến cái muốn tu luyện này là tốt, mà thực tế như vậy không mất tiền. Do đó là tôi nghĩ là mong các bạn là tu luyện để hết bệnh rồi thành người tốt như tôi. Khánh My xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Nếu quý vị quan tâm đến chương trình, xin hãy để lại bình luận, bấm like, share và đăng ký kênh để nhận được thông báo cho các số ra tiếp theo. Xin kính chúc quý vị luôn hạnh phúc và bình an.